Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay sẽ lại trên tay một sản phẩm nữa. Và đây là sản phẩm mà mình được yêu cầu rất là nhiều trong khoảng thời gian gần đây về cái việc đấy là mua về review cho anh em xem. Ngay bây giờ, hãy cùng với mình vào với sản phẩm ngày hôm nay. Một sản phẩm chính hãng đến từ nhà LG. Và đây là một con loa cực kỳ rẻ. Mình phải nhấn mạnh lại là nó rất rẻ. Và đây là con LG Xboom Go PN1, hàng chính hãng. Cả ship của nó thì có giá là 310.500 đồng. Đây, anh em có thể thấy. Ok, ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân bóc hộp sản phẩm này xem có gì hay nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một sản phẩm được bọc ở trong một cái hộp như thế này, gửi từ Shopee. Và đây là một cái đơn hàng mà mình cũng săn vào ngày 11 tháng 11 vừa rồi, giảm giá rất là mạnh. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc ra để xem phía bên trong nó có cái gì nhé. Tổng sản phẩm này là 310.000 và mình sẽ cùng trên tay nhanh cái sản phẩm này xem là với 310.000 thì chúng ta sẽ có những cái gì. Đầu tiên mình đánh giá rất cao về phần đóng hộp của đơn vị cung cấp sản phẩm này. Mình sẽ để link ở phía bên dưới để cho anh em có thể tham khảo. Có cả xốp chống sốc này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một con loa cực kỳ đẹp luôn, một con loa cực kỳ đáng tiền. Mình cũng không hiểu tại sao mà nó lại có giá rẻ đến như thế này. Và ngay bây giờ thì mình sẽ bóc ra. Chúng ta sẽ có một lớp seal ở bên ngoài bằng nhựa bình thường như thế này. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bóc cái sản phẩm này ra này. Mấy hôm nay thì thời tiết Hà Nội đang thay đổi khá là nhiều. Chính vì thế nên là bản thân mình cũng đang khá là mệt. Nhưng mà thôi không sao, công việc thì vẫn phải làm thôi. Đây là vỏ ngoài của chiếc hộp này. Cái con này có tên là LG Xboom Go PN1 và đây cũng là một trong số những cái con loa mà mình cảm thấy rất đẹp ngay từ cái khoảng thời gian đầu tiên khi mà mình nhìn vào sản phẩm này. Tại sao mình lại nói nó đẹp? Bởi vì là nó thiết kế rất nhỏ gọn và nó có thể treo ba lô được. Đây là một trong số những điểm mà mình cực kỳ thích. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào với cái việc bóc seal của nó ra nhé. Ở đây chúng ta có hai cái seal ở đây. Ngày xưa thì mình cũng đã từng review con loa PK1 của LG rồi. Con này thì có vẻ là bé hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc thông số một chút trước khi mà chúng ta bóc cái hộp này ra. Thì chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng là 5 giờ, công nghệ chống nước là IPX5. Chúng ta sẽ có cổng USB Type-C và tên loa là loa Bluetooth di động LG. Nhà cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Ok, thông số ở bên ngoài hộp nó sẽ là như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc hộp nhé. Không biết là cái con loa này công suất của nó là bao nhiêu. Ui, bóc hộp khá là khó đấy, vì con này khá là chắc. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp giống như hộp đánh trứng. Đây, chúng ta có một cái hộp giống như hộp đánh trứng. Anh em có thể nhìn thấy này. Đó, hộp đựng trứng ấy. Chúng ta có một cái cáp UBC. Và đây là một trong số những cái cáp đang hiện tại mình cảm thấy là rất phổ thông. Rất là nhiều thiết bị di động nó sử dụng cái này. Một con loa rất đẹp. Đây là trên tay chiếc loa này, mới cứng, bóc siêu, chỉ có hơn 300.000 thôi, thực sự là quá rẻ cho một sản phẩm chính hãng. Con loa này thì đợi mình một chút nhé, để mình tìm kiếm cái xem là cái phần thông số kỹ thuật của nó một chút. Chiếc loa này là 5W và trọng lượng của nó là 0,21 kg. Với cái trọng lượng nhỏ như thế này thì nó có thể treo được ở rất nhiều nơi và rất nhiều chỗ. Ngay bây giờ thì mình sẽ bật thử lên. Khi bật lên thì chúng ta nghe thấy một cái tiếng từng tưng tưng tưng. Chúng ta có hai cái đèn ở đây này, để báo, chắc là đây là đèn báo pin này. Đèn báo pin, thiết kế khá là đẹp và mình phải nói thật là cái chất lượng nhựa của LG làm rất là tốt. Chúng ta có một cái con loa được in tất cả các thông số kỹ thuật ở phía bên này. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái đây, chúng ta sẽ có một cái cổng để chúng ta cắm sạc. Mà cái cổng cắm sạc này là UBC. Chúng ta có một cái mic thoại và một cái jack cắm tai nghe 3.5. Thực ra không phải là
rác cắm tai nghe 300 năm đâu, mà cái này khi mà chúng ta không với cái rác này thì khi mà chúng ta không sử dụng Bluetooth thì chúng ta có thể cắm trực tiếp dây vào đây. Không biết có được tặng kèm dây không? À không, nó chỉ có một cái cáp USB thôi. Ngay bây giờ thì mình sẽ cùng test thử cái sản phẩm này xem là nó có thực sự hay ho giống như kiểu nhiều người nói không. Phía đằng trước này thì nó có một cái biểu tượng của Xboom Go này. Ok, ngay bây giờ thì đợi mình một chút nhé, mình sẽ lấy điện thoại của mình ra để mình test. Chúng ta sẽ có những cái nút sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái nút nguồn này ở phía đằng trước này. Chúng ta có một cái nút Bluetooth để ấn vào để chúng ta có thể bắt Bluetooth. Chúng ta có nút chuyển bài, chúng ta có nút đàm thoại và chúng ta có nút tăng giảm âm lượng. Đó là tất cả những gì của con loa này, một con loa cực kỳ nhỏ gọn, đẹp. Và mình cũng được rất nhiều người nói rằng là có cái sản phẩm loa này rất là bền. Với cái thời lượng pin là 5 giờ và với cái chất lượng âm thanh, mình nghĩ là nó khá là to so với cả một cái căn phòng nó bé. Còn nếu mà cái con loa này mà mang ra ngoài trời thì sẽ khá là bé đấy. Chúng ta sẽ cân nhắc giữa cái việc đấy là chúng ta có nên sử dụng con loa này ngoài trời hay không. Thì câu trả lời của mình nghĩ là không. Chúng ta có một cái loa, chúng ta có một cái móc như thế này ở đây để chúng ta có thể móc vào quần áo hoặc là móc vào ba lô. Mình nghĩ là móc vào ba lô thì nó là tiện và đẹp nhất. Ok. Ngoại trừ những điều đó ra thì ở trên cái thiết kế của con loa này thì phía đằng trước và phía đằng sau nó được thiết kế bằng một lớp gọi là một cái lớp đây, một cái lớp nhựa rất hiện đại. Mình cảm giác rất là hiện đại vì chúng ta có thể đặt theo kiểu đặt như thế này hoặc là chúng ta có thể đặt dựng nó lên cũng được, bởi vì ở đây thì nó thiết kế là để ngang hoặc là để dọc được, hoặc chúng ta có thể đeo vào ba lô. Ở đây thì chúng ta đã có rất là nhiều cái đèn thông báo để chúng ta có thể biết được rằng là đã kết nối vào Bluetooth hay chưa và cái pin còn lại là bao nhiêu. Đó là một trong số những điểm mà mình nghĩ rằng là cái con loa này nó đang làm rất là tốt về cái phần thiết kế và về phần cấu trúc tất cả những phím và cấu trúc tất cả những cái đèn. Nó khiến cho người dùng có thể có được một sự trải nghiệm tuyệt vời dành cho cái việc đấy là nó vừa hiện đại mà nó vừa tiện dụng. Con loa này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với những bạn mà chơi rap ấy. Chơi rap kiểu mang theo một cái con loa nhỏ bé cạnh mình và sau đấy là chúng ta có thể ngồi bật beat lên mà để beat nhau. Thì đấy là một sự lựa chọn hợp lý. Về cái thiết kế thì mình nghĩ rằng con này nó xứng đáng được nhận thiết kế 10 điểm so với cả cái giá tiền mà chúng ta sẽ phải bỏ ra chỉ có hơn 200.000. Đấy là cộng cả tiền ship mới hơn 300.000. Thiết kế cực kỳ đẹp, cực kỳ chắc chắn. Và nó có một cái móc ở đây và cái móc này là cái móc mà mình cảm thấy là nó rất tiện lợi trong cái việc đấy là nó có thể gắn vào ba lô hoặc là gắn vào những cái chỗ nào mà các bạn thích. Chất lượng âm thanh thì xin lỗi anh em là mình đang hơi ố. Chất lượng âm thanh thì con này bass nghe rất là trầm nhé, bass nghe rất là trầm mà anh em có thể nghe lại để mình có thể bật lại cho nghe nghe một bài hát đi. Cái bass của nó rất là trầm và trống của nó cũng rất là ok. Mà đây là khi mà mình đã mở to hết dung lượng. Nghe nó không bị chói tai và nghe nó cũng không bị kiểu cảm giác khó chịu. Đúng là một con loa chính hãng. Nếu như anh em thích thì anh em có thể tiếp tục comment tất cả những sản phẩm mà anh em muốn review ở trên Shopee về để có thể mình có thể cầm về. Và hôm sau thì mình sẽ cố gắng để tìm cách mở con này ra để xem phía bên trong nó như thế nào. Chúng ta có một con loa nhỏ gọn với thời lượng pin lên đến 5 giờ mở nhạc. Thật sự nó là một cái điều gì đấy nó rất ok cho một con loa di động kiểu như thế này. 5 giờ thì em biết được rằng là nó chỉ gói gọn trong một con loa như thế này thì nó là quá tuyệt vời. Và đặc biệt là nó đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu LG.
Và đây là một sản phẩm chính hãng. Chính vì nó là một sản phẩm chính hãng, thế nên là nó sẽ rất bền theo thời gian. Đấy là cái điều chắc chắn. Thiết kế rất đẹp, âm thanh ok, mặc dù là không to lắm, nhưng mà âm thanh như này mình nghĩ là cực kỳ ok khi mà chúng ta có thể ngồi chiêu chiêu trong một cái căn phòng nhỏ nhỏ và chúng ta bật cái loa này lên thì nó lại cực kỳ hay. Thiết kế đẹp, âm thanh tốt, pin trâu, và các bạn còn chờ mong điều gì nữa từ một con loa này? Nó còn rẻ nữa. Chính vì thế nên là mình nghĩ rằng đây là một trong số những sản phẩm mà các bạn hướng đến cái việc hiện đại và sang trọng mà các bạn bảo mình mang về review, thì mình rất cảm ơn các bạn, bởi vì là các bạn đã đưa ra cho mình một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Hôm sau thì mình sẽ cầm một con loa nữa về, đó là cái con loa JBL mà hình vuông vuông ấy, mà cũng có rất nhiều người nói với mình là cầm con đấy về để so sánh với con này, thì mình sẽ cầm về trong khoảng thời gian sắp tới, bởi vì con đấy hiện tại là mình đã đặt rồi nhưng mà ship nó chưa tới. Con đấy nó đắt hơn, chắc là khoảng tầm hơn 800.000 cho một sản phẩm chính hãng. Thì để về xem là sản phẩm 300.000 và sản phẩm 800.000 nó có điều gì khác nhau hay không. Chứ còn qua con loa này mình đánh giá rất cao về tính thiết kế, cũng giống như hiệu năng sử dụng của nó cực kỳ tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Cường Kê Thân, và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người ở trong những sản phẩm tiếp theo. Mình là Cường Kê Thân, mình chuyên làm clip về đi chợ đồ cũ, review những sản phẩm điện tử nho nhỏ kiểu như thế này, review điện thoại, làm clip vệ sinh giày và làm một số chuyên mục nữa ở trên channel của mình, và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người ở trong những clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Khi chúng ta cắm cái sạc vào ấy thì đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ nhé. Đèn nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Và chúng ta sẽ có một cái đèn báo ở đây là đã kết nối Bluetooth này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái jack 3.5 để chúng ta có thể kết nối vào điện thoại. Thông qua cái jack này, chúng ta sẽ có thêm một cái cổng USB để cắm sạc, và chúng ta sẽ có một cái cổng nữa. Thực ra cái lỗ nhỏ nhỏ mà anh em có thể nhìn thấy ở bên cạnh ấy, nó không phải là cái lỗ để cho anh em gắn mic miếc các thứ đâu nhá. Cái lỗ ở bên cạnh này nó sẽ được dùng để reset lại khi mà cái loa của chúng ta gặp trục trặc, thì chúng ta sẽ chỉ cần cắm một cái khe chọc sim ấy, que chọc sim vào đấy hoặc là một cái tăm vào đấy là nó sẽ reset lại con loa này nhé. Ok, một cái thiết kế rất là đẹp đến từ LG.